Nào ta tiếp tục với cái bài phần Hibernate nhé. Thì ta thêm đi dữ liệu rồi, người ta insert nhé. Insert dữ liệu đúng không? Này 6.5 này. Insert. Dữ liệu. Bảng user với Hibernate. Ok. Thế thì ta sẽ mở cái trước mắt là ta mở cái SAM này đã. Đúng không? Bạn là khởi động rồi đây. Start, start này. Cho nó đồng thời ta mở cái Eclipse lên. Rồi, ok. Nào, thế bây giờ để làm cái việc đó thì chúng ta tiến hành làm như thế nào? Thì ta trước mắt là ta vào phần controller đúng không? Ta mở ở đây, ta vào phần controller, ta làm tiếp này. Đây. Controller đây. Thế hiện nay ta đã phần thực hiện cái phần nó gọi là list xong rồi đúng không? Về ta insert. Thế thì insert thì ta sẽ mapping để ta gọi đến trang insert đúng không nhỉ? Thế thì ta sẽ có này. A còng. Tắt này đi, tiếng Anh đi. Và request mapping. Ok. Rồi ok. Ta sẽ mapping với phần là insert các bạn nhé. Ok. Trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng một cái thôi từ value đi. Value insert này. Bây giờ ta sẽ có method đi. Bằng đấy. Ok. Chúng ta value bằng insert là chúng ta sẽ request method bằng get chẳng hạn, ta có public string đúng không? Ta có insert rồi. Thế thì ta sẽ truyền cái đây là ta kiểu gì kiểu bạn cũng nên truyền model map vào đây. Model. Thế bây giờ ngoài ra thì ta phải truyền các cái phần nội dung truyền vào đúng chưa? Ví dụ như bạn muốn insert vào bảng user thì cần phải truyền cái model attribute. Rồi. User. Đúng không? Ok. Và chúng ta sử dụng cái nó gọi là user. Đó. Thế sau khi xong người ta return cái gì các bạn? Return cái mà chúng ta muốn vào thì ở đây nó sẽ là user chấm gì insert copy gì cái này đúng không? Ok user insert ok xong tiếp theo thì để insert thì bạn sẽ phải thực hiện một số những cái thao tác, trong đó chúng ta sẽ có phần get current session đúng không? Chúng ta lại thực hiện session bằng get current session. Đấy, session. Get current session. Xong rồi, ta khai báo này. Trang sessional. Trang sessional.
Đây, ta dùng cái trang session này nhé. Trang session thì bằng session chấm begin trang session như bắt đầu giao dịch. Quệ cái gì này? Có nghĩa là nó không cho ta dùng cái này. Đây, dùng cái trang session này. Xóa cái trang session cũ này đi. Ngồi ghi nào cũng được. Trang session, rồi ok. Thì nó bằng là cái này begin trang session đúng không? Nó là try cat. Rồi, try cái gì? Ta thực hiện. Rồi. Session này. Rồi. Đấy. Thế bây giờ đúng không? Đấy. Thì chấm commit này. Attribute. Yeah. Chưa? Nếu mà xảy ra lỗi thì sao? Và insert gì? Thất bại. Chưa? Đó. Kiểu thế thôi. Đó là phần gì chúng ta insert nhỉ? Nào ok, sau khi insert xong thì chúng ta sẽ return là user list. Ok. Đấy, user insert. Ok. Thế còn có một cái nữa là chúng ta cần quan tâm. Đây là trường hợp này là chúng ta dùng method request. Đây là một port này. Rồi, ok, thế còn get. Tiếp theo ta có A cộng. Sao con? Method request method chấm get. Chấm get. Rồi, bây giờ chấm get rồi thì ta cũng lại tương tự thôi đúng không? Chúng ta lại nếu mà chấm get thì chúng ta sẽ sử dụng là thôi copy ý gì cái này thôi. Ctrl C. Đúng không? Trường hợp này ta không cần cái này nữa. Get rồi thì chúng ta chuyển qua đường chuyển nên không cần cái model map này nữa. Đúng không? Và chúng ta chỉ cần model.attribute. Ok. Model.attribute. Chỗ này ta ghi user. Đấy, bằng new. Ok. Đó. Return user insert. Như vậy tùy trường hợp nó là get hay port. Tại sao là port thì ta cần là chúng ta phải truyền cái model này vào. Nhưng mà get thì không cần vì chúng ta get ta lấy dữ liệu trên đường truyền rồi nên ta không cần nhé. Rồi, đó là chúng ta thực hiện việc insert bằng controller. Thế bây giờ ta việc tiếp theo là ta phải thiết kế một cái form insert đúng không? Như bạn sẽ chú ý ở trong phần này. Chúng ta sẽ có một cái form insert vào đây. Và phải src này. Web app này. Đây. GSP user này, bạn thêm insert vào đây. Ok. Ta ghi là insert.
.jsp. Thế thì insert thì ta mới định nghĩa một cái form, form insert H1 form insert. Ok, bây giờ ta định nghĩa một cái form đi. Ta có, như vậy chúng ta sẽ phải có một cái sử dụng cái này đúng không? Ồ, chả cần, ta ghi rồi. Form 2 chấm form thì được rồi. Dùng này. Phần trăm a cộng tag list. Yeah. Prefix form URI. Có chỗ nào liên quan đến form nhỉ? Đây. Đấy. Bây giờ ta mới dùng cái form đúng không? Dùng này. Đấy, form này. Được chưa nhỉ? Rồi ok. Action. Action thì ta sẽ gọi đến insert. Rồi, chúng ta sẽ khai báo một cái div. Ghi là ok. User name. Input. Ok. User name. Ok. Tiếp theo copy cái này. Pass là gì các bạn? Password. Rồi, tiếp theo. Có 5 trường các bạn đúng không? À. Rồi, full name. Rồi, bây giờ ta sẽ thêm một cái cuối cùng. Cái này ta bắt tuần rồi đúng không? Button insert. Ok. Rồi, như vậy ta đã xong một cái form là form insert, nó gọi đến thì ta là insert rồi đúng không? Thế thì như vậy đầu tiên ta gọi đến cái insert thì nó sẽ, nếu mà gọi theo get thì nó sẽ phi in đây. Nha. Yeah. Rồi hết thôi. Nha. Yeah. Ok. Như vậy ta vừa thực hiện được viết xong cái form là form insert đúng không? Thì phần sau ta sẽ chạy thử.